Mình đang đứng ở khu vực quận quận nhất và đây là quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này các bạn thấy phía trước là của bánh mì Như Lan trên đoạn đường Hai Bà Trưng. Kế bên là chợ Tân Định, đây là chạy vô trong đó là đến ngay khu Butter các bạn. Đây chợ Tân Định đây. Vô mình kiếm đồ mình mua. Hôm nay là mình mua được mứt, kẹo, dừa, đồ kiểu như vậy đầy đủ giống như chợ Bến Thành và giá cả nó phải chăng hơn. Đây là các bạn thấy bắt đầu bán các loại áo dài ha. Để cho tết rồi. Giá một bộ thì tầm cỡ áo 38 quần 150 của nít là 250 200 bộ. Bạn thấy cuối còn đông dễ sợ. Đây cũng nổi tiếng về bán vải trong này. Đây chợ Định này vô bạn coi thử này là mặt cờ ở phía Hai Bà Trưng. Phải không à? Chắc đi ra sau mới có đồ ăn. Đây bán đồ dùng gia đình, bán đồ trẻ em. Chắc đi cũng mua tết rồi các bạn. Đây bán bánh mứt đây. Trẻ em. Nhỏ hơn có, lớn hơn có. Mua đồng này. Lấy 4 cây nha. Cậu ơi, bánh mứt này không ra. Chuối giòn 15.000 100g, có nghĩa là 150.000 đồng một ký. Chua cay 200.000. Đường dẻo 200.000 ký. Mình bán 100g cho mình mới được. Mứt mãng cầu 200. Mình thích mứt dừa. Mình đây cô các bạn. Trong cô 850.000 ký. Lớn 900 triệu mốt tôm đất, tôm lớn sạch 110.400, củ bò là luôn hai ha, củ kiệu bắt đầu giờ bán 101. Ở đây cũng vậy, giá cả mình nghĩ chắc cũng giống giống như nhau thôi. Củ bò nữa.
của đây này, của Lộc Son, gọi là Lộc Son, nuôi sông chảo. Ba mẹ máu dài mấy? Không có bé này nè. Đũa, đĩa, rồi muỗng nè. Cúng kiến à, chắc vợ quá à, hả, vợ gạo bán thịt, bây giờ chắc cũng gần tan rồi các bạn. Giờ trưa đây, giờ là 12 giờ trưa rồi, sập thịt rồi. Đây, sau đây là thịt nha các bạn. Cô, đây là hình dạng chợ ha, giống như Việt Nam gọi là chợ nhỏ này, chắc cũng lớn này, chợ dạng xung quanh khu vực đó các bạn. Chạy tình hình nè, hướng nó đi ra đường nè, đi vô khu vực lòng chợ nè. Năm thì bán rất nhiều hàng về cô đi mức kìa. Đó, mình mua kẹo dừa cũng ngon. Này kêu dừa cứng hay là mềm á? Cái loại mềm ở trong cái vỏ à, cái này kêu dừa cũng mềm chứ không cứng đâu. Không 30 không à. Còn có loại rời nữa. Tức loại rời không? Loại rời là à, bỏ trong cái bịch đó. Bịch chữ cứng. À, cái loại đó loại rời. Gần tết là bán bánh mứt nhiều. Hồi xưa các bạn đi vào trong chợ Bến Thành mà thôi, không dễ sợ. Cúc 50g, 100g là 500.000 ký. Ở đây là bán đường nó nhỏ này ha, chuyện chung nha.
này là đủ thứ nhưng cũng ngon lắm. Yeah. Này mềm nè. Nè, yeah, không có một mùi xong rồi mà được. Cái này đủ mùi hết. Còn này một mùi nè. Này đủ mùi hết. Lá dứa này nọ đầy đủ. Cái này rất ngon. Cái này mềm xèo thấy không? Mềm hơn cái này. Cái này thì bán như sao? Một ký không? Bán ký hả? Bán ký lô chứ. Một ký còn này nó còn 30, còn cái ký lô thì 90, một nửa ký là 180 ký. 180 ngàn ký. 180 ký. Cái mỡ này ngon lắm á, nó mềm dẻo, rất là bé. Còn này 30 gói. Ok. Khổ bò. Cái hàng này ngon lắm. Dạ. Yeah. Đủ mùi, rất là ngon. Dạ rồi, cảm ơn. Để có gì quay lại. Hả? Dạ không, để có gì quay lại. Trời, để đi dạo vòng. Hả? Tại vì thường ăn cái mùi dứa không à? Dứa không, có hàng dứa. Dứa thì cái đó là 80 gói. Dứa không. À, bán theo gói hả? Rồi, để có gì quay lại. Một thu ha. Ok, dạ rồi, cảm ơn. Cái đó là đủ mùi phải không? Ừ, đủ mùi. Ok. Đâu, mắc hơn 20 ngàn hả? Dạ dạ, để đi xem ha. Mất. Xem mua mất, mua hạt điều chị đi. Dạ, dạ. Các loại mất, kẹo, hạt điều đủ này. Khô nữa nè. Bánh phồng tôm nè, khô, các loại khô. Lạp xưởng. Ta mua chị đi, lạp xưởng, khô bò. Xưởng. Hỏi người nhà mua gì mua giúp chị bớt cho. Dạ rồi, để em đi dạo một vòng rồi em sẽ quay. Dạo hơn quá ha, để nhiều khi giá cả nó chênh lệch. Đối với mình thì 20-30 ngàn đó cũng không có gọi là đáng kể, mua ủng hộ thôi. À, xin lỗi. Đó, này là bên mẹ bên kia, là bên con kia được. Sống gì mẹ gì em gì cháu. Mày về mà tôi muốn vui luôn đó, em về mày. Quỳ ăn. Dạ. Mì. Quay chúng tôi.
Mùng Thái. Mấy em uống gì không? Ừ. Rồi cuốn chân gà đông hay không? Đây là mé bên đường Nguyễn Hữu Cầu quận Nhất. Thì Nguyễn Hữu Cầu này đụng ra ngoài Hai Bà Trưng rồi. Tiệm vàng không lắm mà mình mới đi lại. Ngoài đây là các quầy mặt này là Nguyễn Hữu Cầu, là bên bên các hàng quán ăn uống đủ thứ hết, mì quảng, bún riêu, bún ốc, bún bò Huế. Mình nghĩ ở đây tầm bao nhiêu miếng cua chân gà nè. Súp bắc thảo 35, loại cuốn 8 đồng, chân gà 18 đồng. Tầm khoảng 40-50 ngàn, 20-30 ngàn. Chân gà khỏe là thấy là có vẻ là đắt khách rồi các bạn. Bán giày dép mà. Giỏ luôn mà muốn mua gì. Chỗ này là rượu gì cũng có, cũng có à. Chơi nếu mà ghé chợ Tân Định mà muốn mua về cái các loại bánh mứt cho các bạn, ghé shop A Muối nha, bán đồ đầy đủ, bán hàng rất là thân thiện, vui vẻ mà giá cả là ổn định các bạn, mình cũng không sợ là bị nhầm lẫn gì nhiều, đầy đủ hết các mặt hàng luôn các bạn, từ tôm khô, mực khô, bò khô, cá, tiêu sọ, củ kiều rồi hết tất cả. Hai bên kia các hộp. Dạ, nửa ký trà hoa cúc rồi. Nửa ký em cũng đóng cho chị. Cái đó có bằng cái này không? Có độ nhẹ đó bằng cái này không? Chị truyền, đó là chị 4 bịch. Không, nửa ký trà nửa cúc đem em làm 4 bịch cho chị đi về. Ủa giá giá này là ok hết rồi các bạn nha. Khỏi cần phải trả giá. Youtuber Linh Trần Mãng Cầu 180 me 200 ngàn. Bức dừa mình thấy ok, bức dừa đem qua đó ăn ngon, dẻo. Ê, em nói anh này chắc là youtuber anh này bởi là cũng rất là dễ lắm. Rồi mực luôn các bạn, 980-994. Em xíu em hai người khô dứa rồi đủ thứ nè, măng khô hình như con đó là gì quên này, sùng. Chỉ còn thứ có sẵn thôi à. Hơn là em làm xong hết thì chị nhẹ qua.